Chưa bao giờ mình nấu một món ăn nào mà mình cảm thấy lo lắng và hồi hộp như món ăn này. Hôm nay cũng Olala nấu ăn từ củ xóa nợ này nhá. Tụi mình thì hay trêu nhau, ở trên vùng cao tụi mình thì có cây lá ngón và củ này. Khi ăn những cái cây, cái củ này không đúng cách là có thể xóa những khoản nợ mà không dấu vết luôn. Không biết các anh chị ở dưới vùng xuôi đã từng nhìn thấy củ này và được chế biến món ăn từ củ này bao giờ chưa? Củ này ở trên vùng cao tụi mình được gọi là củ ấu tẩu nha mọi người. Ở người đồng bào tụi mình thì củ ấu tẩu này được trồng khá là nhiều. Vì củ ấu tẩu này ăn sống thì cực độc nhưng mà ăn chín thì rất là tốt cho sức khỏe. Hôm nay trước khi nấu món ăn từ củ này thì mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi á, và chuẩn bị một sức khỏe thật là tốt để chạy khắp làng nếu như có chuyện gì xảy ra. Cách đây được vài tháng thôi, chú hàng xóm nhà mình còn nấu cái món ấu tẩu này chỉ vì nhờ đứa cháu ở nhà trông hộ nồi ấu tẩu thôi, mà không hiểu nó trông nó ninh kiểu gì mà cái củ ấu tẩu nó không được chín kỹ lắm. Cứ nghĩ là thằng cháu nó ninh từ sáng đến chiều là ăn ngon rồi, không ngờ là đến lúc chú đi hái chè về chú thử, cũng may là thử trước khi cả nhà ăn cơm á, thế là dính luôn độc của cái củ này. Ăn vào một xíu thôi là lưỡi bắt đầu tê cứng hết luôn, cơ nó bắt đầu cứng lại, thế là lại vất vả ông chú vác cái búa tạ chạy khắp làng. Bình thường với cái độc của cái củ ấu tẩu này khi ăn vào mà tê lưỡi này, cứng cơ này là phải làm thế nào để vận động thật là mạnh, thật là nhiều để toát ra mồ hôi để thải cái độc ra. Nếu mà không vận động nó cứng hết lại cơ là tèo luôn á mọi người. Giờ chiều tối rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ cho vào nha, cho xương vào. Nồi ấu tẩu ninh chân giò này thì hôm nay mình đã nấu ấu tẩu từ sáng rồi. Chập tối thì mình mới bắt đầu cho chân giò vào thôi chứ không cho vào từ sáng. Định là cho chân giò vào xong sau đó là để ninh cho nó mềm và ăn tối luôn. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy là chưa yên tâm vì lần đầu tiên nấu cái món này. Thế nên là mình đã ninh đến tận đêm muộn rồi, để sáng hôm sau lại ninh lại tiếp như thế này này. Đoạn này là phải dừng lại một xíu vì cái thời tiết trời nắng này. Ôi phải nói thật là thời tiết mới hôm qua thôi trời vẫn còn lạnh lạnh, âm u, gió rít. Thế mà sáng hôm nay này trời nắng to đùng đùng như thế này rồi. Đúng là may quá luôn. Thế là ông chồng mình lại mang trà cỏ máu với trà mát gan ra phơi được nắng. Mấy hôm rồi là lo lắm luôn ấy, trà cỏ máu và trà mát gan này thì không đủ hàng. Các cô chủ trong làng mặc dù là trời lạnh lạnh nhưng vẫn cố gắng đi vào trong rừng để tìm. Về là không có nắng, thế nên là mình cũng cố gắng để sấy cho kịp hàng để gửi được cho các anh chị cô chú bác. Nhưng hôm nay may quá, trời nắng to rồi, thế là nụ cười lại nở trên môi của hai mẹ con em bé San Tuyết rồi nha. Em bé San Tuyết là mấy hôm rồi trời lạnh lạnh mẹ cũng không cho ra ngoài nhiều. Hôm nay tranh thủ trời nắng ấm như thế này cho em bé ra phơi nắng một xíu. Em bé San Tuyết mà cứ trời nắng ấm như này được ra ngoài là hỏng hớt lắm luôn ấy. Anh chị cô chú bác mọi người muốn dùng trà cỏ máu, trà mát gan để tốt cho sức khỏe thì mọi người nhớ ring sớm nha. Món ăn này là mình đã nấu xong một ngày và một đêm rồi thì bây giờ mình sẽ mang ra để thưởng thức nha mọi người nha. Chín rồi đấy. Nấu hơn một ngày một đêm rồi nhưng khi bác ra như thế này vẫn cảm thấy rất là hồi hộp nha mọi người. Đây giờ thì những miếng thịt chân giò nó đã mềm nhũn ra rồi. Thịt cũng bắt đầu róc hết xương ra rồi nhưng vẫn có một số củ ấu tẩu là nó vẫn còn nguyên củ luôn ấy mọi người ạ. Mời cả nhà thưởng thức cùng với mình nha. Giờ là thịt rũ hết ra rồi ấy. Ăn một miếng mỡ chưa đã. Nó mềm. Nó tan trong miệng. Giờ thì mình sẽ thưởng thức một củ ấu tẩu nha. Đến khúc này ăn củ ấu tẩu thì từng đấy thời gian mình ninh thì cũng làm cho mình yên tâm hơn một chút rồi. Củ này thì nó đắng nha mọi người nha. Ăn nguyên củ nó khá là đắng á. Anh chị nào mà có thời gian để nấu được củ ấu tẩu nếu ăn á, phải nói là nó cực tốt cho sức khỏe luôn á. Hỗ trợ làm ấm cơ thể, giải độc, tăng cường sức khỏe. Và một trong những công dụng tuyệt vời là chữa đau xương khớp, rất tốt nha mọi người. Nhưng món này thì mình sẽ không khuyên mọi người chưa biết nấu mà tự nấu đâu nha. Mọi người muốn thưởng thức thì nhớ lên Hà Giang tụi mình để thưởng thức cho đảm bảo nha. Ngoài ra Olala còn có rất nhiều đặc sản Hà Giang như trà San Tuyết cổ thụ, mật ong bạc hà, tam thất bắc, nước tắm cô đặc, thảo dược sa bóp và còn rất rất nhiều đặc sản Hà Giang khác nữa. Cả nhà muốn thưởng thức thì hãy inbox hoặc comment ngay nha.